đuổi Mỹ cần xem xét lại chiến lược ở khu vực Trung Đông. Nga đã tăng cường phòng thủ cho căn cứ hải quân của hạm đội Biển Đen. Dậu tin tỷ phú Đức giả qua đời để tới Nga sống cùng người tình. Mỹ trừng phạt quan chức và tổ chức Israel vì hành vi gây bạo lực tại bờ Tây. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Chương trình ngày hôm nay sẽ bao gồm những nội dung sau đây. Trong tình hình Iran và Israel đối mặt nguy cơ leo thang từ xung đột trong bóng tối sang đối đầu trực tiếp, quân đội Mỹ đang đối diện với việc cần xem xét lại chiến lược của mình ở khu vực Trung Đông. Việc quân đội Mỹ hỗ trợ Israel ngăn chặn thành công các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái UAV từ Iran gần đây có thể cho thấy lực lượng Washington đã sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống giữa hai quốc gia này. Tuy nhiên, các quan chức và cựu quan chức Mỹ nhận định quân đội nước này chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột lớn và kéo dài ở khu vực Trung Đông. Do đó, Lầu Năm Góc có thể cần xem xét lại về nhu cầu quân sự trong khu vực nếu tình hình khẩn cấp trở nên nghiêm trọng hơn. Ngày 20 tháng 4, tờ Reuters dẫn lời cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Trung Đông dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, ông Michael Munroe cho biết: "Tôi không cho rằng chúng ta có đủ lực lượng cần thiết để ủng hộ Israel nếu xảy ra xung đột trực tiếp giữa nước này và Iran." Mặc dù Tehran cho hay chưa có kế hoạch đáp trả vụ tấn công của Israel hôm 19 tháng 4, những đợt tấn công theo kiểu ăn miếng trả miếng làm gia tăng lo ngại bùng nổ xung đột khu vực mà Mỹ muốn ngăn chặn. Kể từ khi lực lượng Hamas tấn công Israel mở đầu cho cuộc xung đột ở Gaza, Mỹ đã triển khai hàng ngàn quân nhân đến khu vực, nơi mà hiện diện quân sự của Mỹ đã giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, những quân nhân này được đưa đến trên các tàu chiến và máy bay chiến đấu để triển khai tạm thời. Chiến lược tăng cường binh lực tạm thời của Mỹ có thể được thử nghiệm nếu Iran và Israel bắt đầu các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau. Tướng lục quân 4 sao đã nghỉ hưu từng chỉ huy lực lượng Mỹ ở Trung Đông, ông Joseph Voten nhận định: "Tôi cho rằng quân đội Mỹ cần cân nhắc lại ý tưởng về năng lực quân sự cần thiết và bền vững cho khu vực." Ngày 18 tháng 4, báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã tăng cường phòng thủ cho căn cứ hải quân của hạm đội Biển Đen ở Novorossiysk sau khi lực lượng này liên tiếp bị Ukraine tấn công. Tờ Business Insider dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh chia sẻ trên mạng xã hội X nêu rõ: "Cơ sở hạ tầng bảo trì, hậu cần và xử lý vũ khí tại Novorossiysk rất có thể đã được cải thiện." Báo cáo của tình báo Anh còn đăng kèm một bức ảnh vệ tinh ghi lại hình ảnh căn cứ hải quân của Nga ở thành phố cảng Novorossiysk. Tình báo Anh lưu ý rằng một tàu khu trục tên lửa lớp Grigorovich đã tiến hành hoạt động xử lý vũ khí tại cảng Novorossiysk vào ngày 1 tháng 4. Tuy nhiên, trong báo cáo ngày 18 tháng 4, tình báo Anh cho biết Nga đã di rời phần lớn các tàu mặt nước và tàu ngầm của hạm đội Biển Đen từ thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea đến Novorossiysk, nằm xa hơn về phía đông. Tình báo quốc phòng Anh nhấn mạnh, kể từ khi chỉ huy hạm đội Biển Đen bị bãi nhiệm vào tháng 3 năm 2024, hạm đội này đã giảm các hoạt động xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Bộ Quốc phòng Anh nhận định, việc chuyển hạm đội Biển Đen của Nga đến Novorossiysk là phương án tốt nhất để tránh các cuộc tấn công từ đường biển của Ukraine. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận về thông tin này. Hồi tháng 3 vừa qua, truyền thông Nga dẫn nguồn tin cho biết, Đô đốc Nikolai Zepmenov, tư lệnh hải quân Nga từ tháng 5 năm 2019, đã bị cách chức. Tháng 2 năm 2024, các blogger quân sự Nga tiết lộ Moscow đã sa thải chỉ huy hạm đội Biển Đen Viktor Sokolov. Lực lượng hải quân Nga đã phải lùi bước khỏi một phần Biển Đen sau khi một số tàu chiến và tàu ngầm của nước này bị phá hủy hoặc gây thiệt hại trong các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái cảm tử và tên lửa của Ukraine. Các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu hạm đội Biển Đen nghiêm túc tăng cường phòng thủ nhằm đối phó hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Hiện tại, hạm đội vẫn gặp khó khăn trong những nỗ lực này khi liên tiếp phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Các cuộc tấn công của Ukraine đã buộc hạm đội Biển Đen phải tái triển khai phần lớn vũ khí trang bị, đặc biệt là các tàu mặt nước, tàu ngầm và các tài sản khác, từ căn cứ chính ở Sevastopol đến các căn cứ nhỏ hơn và ít năng lực hơn ở Novorossiysk và những nơi khác. Trung tâm truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine, Statcom, báo cáo rằng các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của hạm đội Biển Đen tính đến đầu tháng 2, bao gồm 24 tàu mặt nước và 1 tàu ngầm Kilo. Đối với cả Nga và Ukraine, Biển Đen là tuyến đường biển thương mại quan trọng, đặc biệt với Ukraine. Việc tiếp cận Biển Đen rất quan trọng để xuất khẩu ngũ cốc và thực phẩm của đất nước. Đây không phải là lần đầu tiên Nga tìm cách tăng cường lực lượng phòng thủ ở căn cứ Novorossiysk nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Hồi tháng 3 vừa qua, Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ đã phát hiện 4 xà lan bố trí ở lối vào cơ sở của hạm đội Biển Đen tại cảng biển Novorossiysk nhằm tăng cường năng lực bảo vệ các tàu chiến của Nga.
tỷ phú Đức Karl Erich von Hau đã bị nghi ngờ giả qua đời để tới Nga chung sống với người tình. Người mang hai quốc tịch Mỹ và Đức, ông Karl Erich von Hau từng đảm nhận vai trò giám đốc điều hành của tập đoàn bán lẻ Tengelmann lớn nhất ở Đức. Ông xuất hiện lần cuối khi rời khách sạn ở khu nghỉ Jermatt, Thụy Sĩ, sáng ngày 7 tháng 4 năm 2018. Trên đường đi cáp treo lên một ngọn núi ở dãy Alps, thông tin về việc ông mất tích được đăng tải vào sáng hôm sau khi ông không trở về khách sạn. Vào thời điểm ấy, ông Karl Erich von Hau đã 58 tuổi và có vợ cùng hai con. Tháng 10 năm 2018, cuộc tìm kiếm cho ông kết thúc. Tới tháng 5 năm 2021, tòa án tại Kollegen, miền Tây Đức, nơi ông Karl Erich von Hau sinh sống, đã công bố ông đã qua đời dựa trên bằng chứng từ vợ, em trai và công ty của ông. Sau khi ông Karl Erich von Hau mất tích, em trai của ông, Christian Hau, được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của tập đoàn Tengelmann. Tháng 5 năm 2021, Christian khẳng định trong bản khai có tuyên thệ trước tòa rằng không có thông tin gì về việc anh trai vẫn còn sống. Tuy nhiên, tháng 5 năm 2023, một nhóm nhà báo từ đài truyền hình RTL đã đệ đơn tố giác cho rằng ông Christian đã khai man trước tòa vì người này biết anh trai đã giả qua đời. Ngày 15 tháng 4, nhà báo điều tra Livon Boetticher nói với tập đoàn Đức Capital rằng có nhiều dấu hiệu rõ ràng khi thấy Karl Erich von Hau cố tình dàn dựng vụ mất tích. Một số người trong gia đình ông ấy biết việc này nhưng không nói với tòa án và công chúng. Theo thông tin từ nhà báo Boetticher, ông Christian đã thuê một thám tử tư để điều tra về anh trai của mình và những người này có được những bức ảnh chụp Karl Erich von Hau ở Moscow hồi tháng 2 năm 2021. Ông Boetticher sau đó tiếp cận được những bức ảnh này vào mùa thu năm 2022. Nhóm của bà đã xem xét sự việc trong khoảng 3 năm và hy vọng rằng công tố viên sẽ bắt đầu một cuộc điều tra chính thức dựa trên những gì chúng tôi coi là bằng chứng đáng tin cậy. Nhà báo Boetticher khẳng định, chúng tôi từng thông báo cho tòa án ở Cologne vào năm 2021 những nghi ngờ về việc ông Karl Erich von Hau qua đời. Việc đệ đơn tố giác ông Christian chắc chắn là bất thường, nhưng là biện pháp cuối cùng để chính thức bắt đầu cuộc điều tra và làm sáng tỏ vụ tỷ phú Karl Erich von Hau mất tích bí ẩn. Bà Boetticher chia sẻ thêm, ông Christian đã biết về những bức ảnh, nhưng ông ấy lại tuyên thệ trước tòa án ở Cologne rằng không có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy anh trai mình còn sống. Nhà báo cũng cho biết, trước khi mất tích, tỷ phú Karl Erich von Hau đã liên lạc qua điện thoại 13 lần trong 3 ngày với người phụ nữ ở Nga, bà Veronika Ekmilova, làm việc cho công ty sự kiện. Bà Boetticher khẳng định, Veronika Ekmilova chính là tình nhân của ông Karl Erich von Hau và có liên hệ với cơ quan an ninh Liên bang Nga, FSB. Bà Boetticher đưa ra quan điểm, ông Karl Erich von Hau giả qua đời để tới Nga sinh sống do mối quan hệ kinh doanh của ông ấy với quốc gia này. Nhà báo này cho hay, chúng tôi nghi ngờ các giao dịch với Nga hoặc với đối tác kinh doanh Nga có thể khiến ông Karl Erich von Hau gặp rắc rối ở phương Tây. Ban đầu, cơ quan hành pháp ở Đức từ chối khởi tố cuộc điều tra, nhưng sau đó thay đổi quyết định sau khi nhóm nhà báo tiếp cận văn phòng tổng công tố. Ngày 11 tháng 4, theo thông tin của hãng tin Jet Online, ông Christian đang bị văn phòng công tố ở Cologne điều tra về cáo buộc đưa ra tuyên bố không đúng sự thật. Tuy nhiên, văn phòng công tố nhấn mạnh chưa có đủ bằng chứng cho thấy ông Karl Erich von Hau vẫn còn sống và hiện không có lý do để yêu cầu hủy bỏ giấy chứng tử của danh nhân này. Ông Christian đã phủ nhận việc đưa ra tuyên bố không đúng sự thật. Công ty Tengelmann và các quan chức Nga hiện vẫn chưa có phản ứng chính thức. Bà Veronika Ekmilova khẳng định thông tin từ đài RTL là không đúng, cho biết bà đã có chồng và con cái, không sống cùng với tỷ phú và không có bất kỳ mối liên hệ nào với các cơ quan an ninh. Bà Ekmilova cho biết, trước đây bà làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện tại Saint Petersburg và công ty này từng có mối quan hệ kinh doanh với tỷ phú Karl Erich von Hau. Ngày 19 tháng 4, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư ở Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở bờ Tây bị kiểm soát. Đây là động thái mới nhất của Washington nhằm vào những người bị coi là thúc đẩy bạo lực ở khu bờ Tây bị Israel kiểm soát, cũng là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự thất vọng ngày càng tăng của Mỹ đối với các chính sách của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong chiến lược cụ thể, Washington áp đặt biện pháp trừng phạt đối với những người sáng lập và lãnh đạo nhóm cánh hữu Lehava, Benjamin Goldstein. Lehava là nhóm phản đối việc đồng hóa người Do Thái với những người không phải Do Thái, cũng như kích động chống lại người Ả Rập dưới danh nghĩa tôn giáo và an ninh quốc gia. Goldstein cho biết, nhóm này có 5.000 thành viên. Một tổ chức khác bị Mỹ trừng phạt là Shalom Asirai, người đã huy động được 31.000 đô la Mỹ trên một trang web để gây quỹ cộng đồng cho David Chaychadai. Chadai bị Mỹ trừng phạt vì đã khởi xướng và lãnh đạo một cuộc bạo loạn ở thị trấn Huwara của Palestine, dẫn đến sự hy sinh của một thường dân Palestine. Trong một báo cáo mới đây, Bộ Tài chính Mỹ thông báo về các động thái ngày 19 tháng 4 nhằm đóng băng mọi tài sản tại Mỹ và cấm người Mỹ giao dịch với hai tổ chức đang tổ chức chiến dịch quyên góp để hỗ trợ những người định cư bị cáo buộc tham gia vào các hành vi bạo lực.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nêu rõ, các thành viên của nhóm đã tham gia vào bạo lực gây bất ổn, ảnh hưởng đến bờ Tây. Những biện pháp của chính phủ Biden chống lại những người định cư ở Israel gây ra sự bức xúc trong số các thành viên cánh hữu của Liên minh của Thủ tướng Netanyahu. Các thành viên này ủng hộ việc mở rộng các khu định cư của người Do Thái và cuối cùng là sáp nhập bờ Tây, nơi quốc tế công nhận thuộc về người Palestine. Trong bối cảnh mối quan hệ phức tạp giữa Washington và đồng minh Israel đang phải đối mặt với thách thức từ cuộc chiến ở Gaza, chính quyền Tổng thống Biden cũng đang gặp áp lực với việc kêu gọi Israel thể hiện sự kiềm chế trong đáp trả các cuộc tấn công trả đũa từ Iran. Bên cạnh đó, ngày 19 tháng 4, Liên minh châu Âu công bố họ cũng đồng ý áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Le Havre và các nhóm khác có liên quan đến những người định cư tham gia vào bạo lực. Từ sau cuộc chiến Trung Đông năm 1967, Israel đã kiểm soát khu vực bờ Tây sông Jordan, nơi mà người Palestine mong muốn trở thành trung tâm của một quốc gia độc lập. Israel đã xây dựng các khu định cư của người Do Thái mà hầu hết các quốc gia đều coi là bất hợp pháp. Israel phản đối điều này và thường viện dẫn các mối quan hệ lịch sử và kinh thánh để chứng minh quyền lực của mình trên vùng đất này.